Hà Thương chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm những thông tin đáng chú ý sau đây. Trực tiếp U20 Việt Nam, U20 Iran, 17 giờ hôm nay mùng 7 tháng 3. Chỉ cần một trận hòa trước U20 Iran, U20 Việt Nam sẽ vào tứ kết với ngôi nhất bảng B. U20 Việt Nam gặp U20 Iran diễn ra lúc mấy giờ? Thời gian 17 giờ ngày hôm nay mùng 7 tháng 3 tại sân vận động Istiklal Stadium ở Fergana, tại giải đấu bảng B vòng chung kết U20 châu Á 2023. FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền toàn bộ các giải đấu thuộc Liên đoàn bóng đá châu Á AFC từ năm 2021 đến 2024. Do đó FPT Play trở thành đơn vị duy nhất sở hữu độc quyền bản quyền phát sóng vòng chung kết U20 châu Á 2023. Khán giả có thể xem trực tiếp các trận đấu của U20 Việt Nam tại vòng chung kết U20 châu Á 2023 trên ứng dụng FPT Play hoặc các nền tảng trực tuyến của FPT Play. Để tiện cho người hâm mộ theo dõi, chúng tôi sẽ tường thuật trực tiếp trận U20 Việt Nam gặp U20 Iran ở đường link dưới đây. Nhận định U20 Việt Nam, U20 Iran Việt Nam đang là đội bóng tạo nên bất ngờ lớn nhất ở vòng chung kết U20 châu Á 2023. Dù không được đánh giá quá cao trước giải, nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn mới đang là đội dẫn đầu bảng B với hai chiến thắng ấn tượng trước những đối thủ mạnh hàng đầu khu vực là U20 Qatar và U20 Úc. Lối đá phòng ngự phản công của U20 Việt Nam đang khiến cho mọi đối thủ đều phải dè chừng. Khả năng chuyển đổi trạng thái của đoàn quân huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn được đánh giá cao với những chân chuyển chất lượng cùng khả năng chơi độc lập cực tốt của tiền đạo Nguyễn Quốc Việt. Chỉ cần một kết quả hòa, U20 Việt Nam sẽ giành lấy tấm vé vào tứ kết với tư cách là đội nhất bảng B. Khi đó, mục tiêu tham dự vòng chung kết U20 World Cup 2023 lại tiến gần thêm một bước nữa. Tuy nhiên, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đang phát biểu cực kỳ tự tin khi U20 Việt Nam sẽ không hề đá thủ hòa trước Iran. Đang có phong độ cao hơn đối thủ và tiếp đà thăng hoa, U20 Việt Nam hoàn toàn có thể hướng tới một chiến thắng. Ở chiều ngược lại, U20 Iran vẫn còn nhiều nỗi lo ở hàng phòng ngự khi đã để Úc ghi tới 3 bàn ở trận đấu trước đồng thời lại không có sự phục vụ của Efan Gobani vì án treo giò. Đội hình dự kiến bên phía U20 Việt Nam có Văn Bình, Nguyên Hoàng, Mạnh Hưng, Đức Anh, Hồng Phúc, Đức Phú, Đức Việt, Văn Khang, Quốc Việt, Thanh Nhàn, Văn Trường. Bên phía U20 Iran dự kiến có Jarey, Ko, Habavi, Seyfi, Pilali, Gobani, Enayat Jadet, Torabi, Eslam Talab, Javoshi, Khizan. Truyền thông Iran nên cảnh giác với U20 Việt Nam Báo chí Iran thừa nhận U20 Việt Nam sẽ là đối thủ đáng gờm với U20 Iran. Vì vậy họ giữ quan điểm khá thận trọng trước lượt đấu cuối cùng bảng B giải U20 châu Á. 17 giờ ngày 7 tháng 3, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng gặp U20 Iran trong khuôn khổ bảng B vòng chung kết U20 châu Á 2023. Chỉ cần có một điểm trước đối thủ, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ đi tiếp với ngôi đầu bảng B. Trước bối cảnh Iran có khả năng bị loại nếu như không có kết quả tốt trước U20 Việt Nam, báo chí nước này khẳng định đội nhà nên có cái nhìn cụ thể hơn về đối thủ. Fubolli, bình luận thán phục hành trình của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. U20 Việt Nam ban đầu không được đánh giá cao, nhưng họ bất ngờ vươn lên đầu bảng B giải U20 châu Á. Với 6 điểm trong tay, họ chỉ cần kết quả hòa trước U20 Iran là giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng. Sau hai chiến thắng trước U20 Úc U20 Qatar, U20 Việt Nam cho thấy họ là đội bóng kỷ luật và chơi rất sắc sảo. Do đó để U20 Iran giành chiến thắng trước đối thủ này là điều không hề đơn giản. Trong bài viết khác, và 3 đánh giá, U20 Việt Nam đứng đầu bảng B là điều bất ngờ cho nhiều người, nhưng với người hâm mộ Việt Nam thì không. Họ từng tham dự World Cup U20 năm 2017 và vừa trải qua khởi đầu tốt nhất của mình ở giải U20 châu Á. Lần đầu tiên giành chiến thắng hai trận đầu tiên trong nhiều năm qua, liên đoàn bóng đá Việt Nam đã lên kế hoạch để tạo ra lứa cầu thủ có thể tiệm cận trình độ của những đội bóng hàng đầu châu Á. Họ đang có bước phát triển tốt ở mọi cấp độ. Có chi tiết thú vị, người có công xây dựng bóng đá Việt Nam là giám đốc kỹ thuật Hans-Jürgen Gede. Ông là người quen với bóng đá Iran khi từng có thời gian rất dài làm việc tại đây. Trong quá khứ, U20 Việt Nam và Iran chưa từng gặp nhau, song chúng ta từng có chiến thắng 4-0 đầy ấn tượng khi đội hình các cầu thủ U23 Việt Nam chạm mặt Iran tại ASEAN 2014 và hy vọng thắng lợi này sẽ tiếp động lực để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn hướng tới trận đấu tới với sự tự tin cao nhất. Cú sốc lớn của Indonesia 5 năm trước là lời cảnh tỉnh cho U20 Việt Nam trước đại chiến Iran. Để giành điểm trước Iran, chính thức tiến vào tứ kết giải châu Á với suất nhất bảng, U20 Việt Nam hoàn toàn có thể sẽ phải tham khảo một trận đấu cách đây 5 năm. Khi U19 Indonesia tạo nên một cơn địa chấn ở đấu trường châu Á. Từ cơn địa chấn của Indonesia, cách đây 5 năm ở vòng chung kết giải U19 châu Á 2018, nay là giải U20 châu Á, U19 Indonesia rơi vào bảng đấu khó ở bảng A cùng với Qatar, UAE và Đài Bắc Trung Hoa. Đây là giải đấu mà Indonesia đã gây ấn tượng rất mạnh nhờ cách mà họ tiến vào vòng tứ kết. Đây là bảng đấu mà cả ba đội gồm có Qatar, UAE và Indonesia đều giành 6 điểm sau 3 lượt trận, nhưng chính Indonesia lại là đội vượt lên trên UAE để đi tiếp nhờ chiến thắng gây sốc với tỷ số tối thiểu ở cuộc đối đầu tại lượt trận cuối cùng. UAE từ vị trí đầu bảng bị tụt xuống thứ 3 và chính thức bị loại trong cay đắng. Trước lượt trận cuối cùng, chính UAE là đội nắm lợi thế lớn nhất sau khi họ có 6 điểm đứng nhất bảng sau 2 trận thắng. Ngược lại Indonesia bất lợi lớn do vừa để thua nghẹt thở Qatar 5-6 và chỉ xếp thứ 3 tại bảng A với 3 điểm. Muốn giành vé đi tiếp và tứ kết, Indonesia không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đánh bại đội đầu bảng là UAE. Thế rồi kịch bản căng thẳng nhất đã xảy ra. Bằng tinh thần chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, trong thế trận không còn gì để mất, Indonesia bất ngờ đánh bại UAE sau 90 phút kịch tính. Với sự cổ vũ cuồng nhiệt từ hàng vạn khán giả nhà, U19 Indonesia tổ chức tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sau một loạt cơ hội, đến giữa hiệp 1, Họ cũng tìm được bàn thắng nhờ công của Witan Suleiman Ngôi sao được kỳ vọng nhất bên phía đội bóng xứ Vạn đảo có cú bứt tốc mạnh mẽ rồi dứt điểm quyết đoán ghi bàn mở tỷ số. Khoảng 2/3 thời gian trận đấu còn lại, UAE nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ để thay đổi cục diện. Lúc này chỉ cần một bàn là UAE sẽ lấy lại ngôi đầu bảng. Song những nỗ lực của UAE không thể trở thành bàn thắng trong ngày mà Indonesia phòng ngự kiên cường. Trung cuộc U19 Indonesia thắng tối thiểu 1-0. Ở trận đấu cùng giờ, U19 Qatar cũng thắng dễ U19 Đài Bắc Trung Hoa 4-0. Như vậy là bảng A có 3 đội cùng đạt 6 điểm. Và theo thể thức của AFC, Indonesia và Qatar dắt tay nhau đi tiếp. UAE bị loại trong tiếc nuối Cho đến nay, giải U19 châu Á 2018 vẫn là một trong những giải đấu đáng nhớ nhất của bóng đá trẻ Indonesia khi bước ra sân chơi châu Lục. Còn với UAE, vòng chung kết năm 2018 là giải đấu mà họ chỉ có thể tự trách bản thân mình lời cảnh tỉnh cho U20 Việt Nam. Ở thời điểm hiện tại U20 Việt Nam cũng đang dẫn đầu bảng nhờ chiến thắng cả hai trận, trong khi Iran chỉ xếp thứ 3 với 3 điểm. Tại cuộc đối đầu chiều nay mùng 7 tháng 3, U20 Việt Nam chỉ cần hòa là chắc chắn nhất bảng. Nhưng Iran thì giống như Indonesia 5 năm, năm trước, họ sẽ chiến đấu với tinh thần không còn gì để mất. Để đối phó với một Iran thi đấu trong tâm thế rơi vào đường cùng như vậy, U20 Việt Nam chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Bản thân huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng thừa nhận rằng, nếu thua Iran, U20 Việt Nam có thể sẽ mất tất cả. Hai chiến thắng trước đó của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn trước Australia và Qatar, dù đáng ca ngợi, nhưng thực tế cũng sẽ không còn nhiều ý nghĩa. Trước thêm trận quyết đấu, huấn luyện viên Iran nói rằng, ông và các học trò đã nghiên cứu rất kỹ về U20 Việt Nam, rằng họ nắm được điểm mạnh và điểm yếu của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Tất nhiên nhà cầm quân nào thì cũng đều có bài tâm lý chiến trước những trận đánh lớn, nhưng đây là lúc mà U20 Việt Nam phải cẩn trọng, tỉnh táo hơn bao giờ hết. 5 năm trước chỉ một khoảnh khắc thiếu tập trung đã khiến UAE phải trả giá bằng trận thua trước Indonesia, để rồi họ dù cố gắng làm tất cả vẫn không thể sửa sai. Bây giờ sai lầm đó của UAE cũng chính là bài học cảnh tỉnh các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Hai trận trước U20 Việt Nam chơi bản lĩnh phát huy được hết những phẩm chất của mình để giành những chiến thắng thuyết phục trước Australia và Qatar. Quyền tự quyết tất nhiên vẫn nằm trong tay thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Hy vọng toàn đội đã quên đi hai chiến thắng trước, giữ đôi chân ở trên mặt đất và tiếp tục thi triển được bản lĩnh của mình. Đó là cơ sở để U20 Việt Nam tiến vào tứ kết, bước thêm một nấc thang quan trọng để hướng tới chiến tích đoạt vé dự vòng chung kết U20 World Cup. Hàng công U-20 Iran vô duyên ra sao trước trận gặp U-20 Việt Nam? Hàng tấn công của U-20 Iran đang không có được sự hiệu quả cần thiết trong các trận đấu ở vòng chung kết U-20 châu Á 2023. Sau hai lượt trận đầu tiên, U-20 Iran đã có được 3 điểm sau chiến thắng trước Qatar và trận thua trước Australia. Trong khi đó, U-20 Việt Nam đã sở hữu hai trận toàn thắng. Do vậy, U-20 Iran cần đánh bại U-20 Việt Nam trong trận đấu chiều này để tự quyết tấm vé vào vòng tứ kết. Tuy nhiên, đây sẽ là nhiệm vụ không dễ dàng với đại diện Tây Á, khi hàng tấn công của họ đang thể hiện sự vô duyên trước khung thành đối thủ. Theo thống kê từ AFC, Iran đã sở hữu đến 43 cú sút chỉ sau 2 trận đã qua, nhiều nhất trong số 16 đội dự giải. Số cú sút dứt điểm trúng đích là 14, cũng thuộc top đầu của giải. Dù vậy thì số bàn thắng của U20 Iran đến lúc này mới chỉ là 3, chỉ nằm ở nhóm giữa của giải đấu. Nếu tính trung bình, U20 Iran cần đến 14 cú dứt điểm mới có thể ghi được một bàn thắng, tỷ lệ là rất thấp. So với U20 Việt Nam, khả năng tận dụng cơ hội của U20 Iran trong hai trận đấu đã qua là kém hơn rất nhiều. Thầy cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chỉ tung ra 19 cú sút ở hai trận đã qua nhưng cũng sở hữu 3 bàn thắng ngang với Iran. Chỉ cần trung bình khoảng 6 cú dứt điểm, U20 Việt Nam đã có được một bàn thắng. Nếu tính trung bình số cú sút trung đích để có được một bàn thắng U20 Việt Nam chỉ cần chưa đến 3 lần, trong khi con số này của Iran là 5. Nếu tiếp tục có sự chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng kém cỏi như thống kê kể trên, U20 Iran sẽ gặp nhiều khó khăn trước U20 Việt Nam. Trận đấu U20 Việt Nam gặp U20 Iran diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 7 tháng 3. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng Đá 365. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại thông qua phần bình luận bên dưới để đội ngũ của chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh Bóng Đá 365 nhé.